Ơi mẹ Thiên Chúa, xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ niềm an vui, ôi nữ chính là niềm an vui. Hên tin kêu khơn, con tin chẳng mẹ giờ đây con kính mời cộng đoàn quỳ gối và nếu ai đau chân chúng ta có thể ngồi cùng hiệp ý chung lòng với Đức Giáo Hoàng với toàn thể nhân loại. Chúng ta dâng hiến đất nước Ukraine và nước Nga cho trái tim vô nhiệm của mẹ ngang qua lời nguyện tận hiến. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa và là mẹ của chúng con, trong thời gian thử thách này chúng con hướng về mẹ, là mẹ của chúng con. Mẹ yêu thương chúng con và biến chúng con. Không có mối lo lắng nào của trái tim chúng con đường che giấu khỏi mẹ. Lạy mẹ của lòng thương xót, chúng con đã thường xuyên cảm nghiệm đường sự chăm sóc cẩn trọng cùng sự hiện diện yên bình của mẹ. Mẹ không bao giờ ngừng hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, Hoàng tử của hòa bình. Tuy nhiên, chúng con đã đi lạc khỏi con đường hòa bình đó. Chúng con đã quên bài học rút ra từ những thảm kịch của thế kỷ trước. Sự hy sinh của hàng triệu người đã ngã xuống trong hai cuộc chiến tranh thế giới. Chúng con đã bỏ qua những cam kết mà chúng con đã thực hiện với tư cách là một cộng đồng các quốc gia. Chúng con đã phản bội ước mơ hòa bình của mọi người và hy vọng của những người trẻ. Chúng con trở nên bệnh hoạn với lòng tham. Chúng con chỉ nghĩ đến quốc gia và lợi ích của chúng con. Chúng con trở nên thờ ơ và bị cuốn hút vào những nhu cầu và mối quan tâm ích kỷ của mình. Chúng con đã chọn phân lờ Chúa, hài lòng với ảo tưởng của mình, trở nên kiêu ngạo và hung hăng, đàn áp những sinh mạng vô tội và tinh trữ vũ khí. Chúng con không còn là người trông coi và quản lý ngôi nhà chung của chúng con nữa. Chúng con đã tàn phá trái đất bằng chiến tranh và bởi tội lỗi của mình. Chúng con đã làm tan nát tâm lòng của cha chúng con trên trời. Đấng mong muốn chúng con trở thành anh chị em. Chúng con trở nên thờ ơ với mọi người và mọi thứ ngoài trừ chính mình. Giờ đây với sự sâu hổ, chúng con kêu lên: Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con. Lạy mẹ rân thanh, giữa nỗi khôn cùng vì tội lỗi của chúng con, giữa những đấu tranh và yếu đuối của chúng con, giữa bi ẩn của tội ác là sự giữ và chiến tranh, mẹ nhắc nhở chúng con rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con, nhưng vẫn tiếp tục nhìn chúng con bằng tình yêu thương, luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng con và đem chúng con vào cuộc sống mới. Người đã ban mẹ cho chúng con và làm cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ trở thành nơi nương tựa cho giáo hội và cho toàn thể nhân loại. Theo ý muốn nhân từ của Thiên Chúa, mẹ luôn ở với chúng con,
ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất trong lịch sử của chúng con. Mẹ vẫn ở đó để hướng dẫn chúng con bằng lòng yêu mến dịu dàng. Giờ đây chúng con cùng hướng về mẹ và gõ cửa trái tim mẹ. Chúng con là những đứa con yêu quý của mẹ. Trong mọi thời đại, mẹ khiến chúng con biến đến mẹ, kêu gọi chúng con hoan cải. Vào giờ phút đen tối này, xin giúp chúng con và ban cho chúng con sự an ủi của mẹ. Hãy nói với chúng con một lần nữa, mẹ ở đây, mẹ là mẹ của con đây. Mẹ có thể tháo gỡ những nút thắt của trái tim chúng con và của thời đại chúng con. Chúng con tin thang nơi mẹ, chúng con vững tin rằng đặc biệt là trong những giây phút thử thách, mẹ sẽ nhầm lời chúng con cầu xin và sẽ giúp đỡ chúng con. Đó là những gì mẹ đã làm tại Cana ở Galilee khi mẹ cầu bầu với Chúa Giêsu, và người đã làm dấu lạ đầu tiên trong càng dấu lạ của mình để giữ niềm vui tiếng cười. Mẹ đã nói với người, họ hên rượu rồi. Hỡi mẹ, xin hãy lặp lại những lời đó và lời cầu nguyện đó, vì trong những ngày này của chúng con đã cạn kiệt rượu hy vọng, niềm vui đã vun tân, tình huynh đệ đã tàn lụi. Chúng con đã quên nhân tình của mình và phung phí món quà hòa bình. Chúng con đã mở lòng mình trước bao lương và sự tàn phá. Chúng con rất cần sự giúp đỡ của mẹ. Vì thế, lạy mẹ, xin nhầm lời cầu xin của chúng con. Lạy Đức Mẹ như sao mai, xin đừng để chúng con bị đắm tàu trong cơn bão tan chiến tranh. Lạy Đức Mẹ như hòm bia Thiên Chúa, xin truyền cảm hứng cho các dự án và con đường hòa giải. Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hãy khôi phục hòa bình của Chúa cho thế giới. Hãy loại bỏ hận thù và khát khao trả thù và dạy chúng con sự tha thứ. Xin giải thoát chúng con khỏi chiến tranh, bảo vệ thế giới của chúng con khỏi sự đe dọa của vũ khí hạt nhân. Lạy Nữ Vương truyền phép rân thánh mân côi, xin làm cho chúng con nhận ra nhu cầu cầu nguyện và yêu mến. Lạy Nữ Vương các gia đình, xin hãy chỉ cho mọi người con đường của tình huynh đệ. Lạy Nữ Vương ban sự bằng an, hãy đem hòa bình đến cho thế giới chúng con. Hỡi mẹ, xin cho lời cầu xin đau buồn của mẹ khuấy động trái tim chai đá của chúng con. Xin cho những giọt nước mắt mà mẹ đã rơi vì chúng con sẽ làm cho thung lũng khô cằn bởi sự thù hận của chúng con nở hoa một lần nữa giữa sâm sen của bom đạn. Lời cầu nguyện của mẹ có thể biến suy nghĩ của chúng con trở nên hòa bình. Vòng tay dịu dàng của mẹ sẽ xoa dịu những ai đang đau khổ và chạy trốn khỏi cơn mưa bom đạn. Lòng mẹ bao la có thể an ủi những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và quê hương của họ.
Nguyện xin trái tim đau buồn của mẹ đem chúng con đến lòng nhân ái và truyền cảm hứng, để chúng con mở rộng cửa và quan tâm đến những anh chị em chúng con, những người bị thương và bị gan sang một bên. Lạy mẹ là thánh mẫu Thiên Chúa, khi đứng dưới chân thầm gia Chúa Giêsu, khi thấy người môn đệ đang ở bên cạnh đã nói: này là con của mẹ. Bằng cánh này Chúa Giêsu đã giao phó mọi chúng con cho mẹ. Người nói với môn đệ và từng người chúng con: này là mẹ của anh em. Lạy mẹ Maria, giờ đây chúng con ao ước đường chào đón mẹ vào cuộc sống và linh sự của chúng con. Vào giờ này cả nhân loại mệt mỏi và quân tri đang đứng với mẹ dưới chân thân gia, cần phó thác chính mình cho mẹ và nhờ mẹ dâng mình cho đấng cứu thế. Người dân Ukraine và Nga, những người tôn kính mẹ hết lòng, giờ đây cùng hướng về mẹ. Ngay khi trái tim mẹ hòa nhịp với lòng từ bi nhân ái đối với họ và đối với tất cả những dân tộc bị tàn phá bởi chiến tranh, đói kém, bần công và nghèo đói. Vì vậy, lạy mẹ Thiên Chúa và là mẹ của chúng con, nơi trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ, chúng con long trọng giao phó và dâng hiến chính mình, giáo hội và toàn thể nhân loại, đặc biệt nước Nga và Ukraine. Xin hãy chấp nhận hành động mà chúng con thực hiện với sự tin thang và lòng yêu mến, để chiến tranh có thể kết thúc và hòa bình lan rộng khắp thế giới. Lời xin vâng này xin từ trái tim mẹ đã mở ra cánh cửa linh sự cho hoàng tử hòa bình. Chúng con tin tưởng rằng qua trái tim của mẹ, hòa bình sẽ rạng rỡ một lần nữa. Đối với mẹ, chúng con dâng hiến tương lai của toàn thể gia đình nhân loại, những nhu cầu và kỳ vọng của mọi người, những lo lắng và hy vọng của thế giới. Qua lời cầu bầu của mẹ, xin lòng thương xót của Thiên Chúa được tuôn đổ trên mặt đất và nhịp điệu hòa bình nhẹ nhàng trở lại để đánh dấu những ngày của chúng con. Đức mẹ của xin vâng, nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống, khôi phục giữa chúng con sự hòa hợp đến từ Thiên Chúa. Nguyện xin mẹ là nguồn hy vọng sống động của chúng con, tươi nương cho trái tim khô heo của chúng con. Trong lòng mẹ, Chúa Giêsu đã lấy sang thịt, thung đầy và nuôi dưỡng sự hiếm thông của chúng con. Mẹ đã từng lướt qua các đường phố trong thế giới của chúng con. Giờ đây, xin hãy dẫn dắt chúng con trên những con đường hòa bình. Amen.